Thưa quý vị, chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày hội giao nhận quân. Những ngày này, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các địa phương trên địa bàn tỉnh đã gần như hoàn tất các khâu chuẩn bị cuối cùng cho ngày hội. Trước sự quan tâm của các ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương và các gia đình, các thanh niên trúng tuyển đều háo hức chờ ngày lên đường, đóng góp sức trẻ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ghi nhận sau đây thực hiện tại huyện Châu Đức, địa phương hoàn thành rất sớm công tác tuyển quân năm 2024. Vừa bước sang tuổi 18, nhưng khi biết bản thân đủ điều kiện sức khỏe nhập ngũ, Đào Minh Đạt, ngụ tại tổ 4, khu phố Ngãi Giao, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, đã viết đơn tình nguyện lên đường. Với Đạt, đây không chỉ là trách nhiệm của công dân, mà còn là cơ hội để Đạt rèn luyện mình trưởng thành hơn trước khi tạo lập cuộc sống tự chủ. Sau khi học xong lớp 12, thì em đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ và được, mong muốn là được trưởng thành hơn, kỷ luật nề nếp hơn trong môi trường quân ngũ, khi trở về có một nghề ổn định. Dương Thanh Long, thanh niên dân tộc Chơ Ro, hiện đang là dân quân tự vệ tại Ban Chỉ huy quân sự xã Bình Ba, là một trong năm đảng viên của huyện Châu Đức tình nguyện nhập ngũ lần này. Ý thức được vai trò trách nhiệm của một đảng viên trẻ, Long xác định sẽ nỗ lực hết mình trong môi trường quân đội để xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của địa phương, gia đình. Người là đảng viên, em là xung phong, đi trước, tiếp bước theo các anh cho anh, hay là một trách nhiệm của công dân để mà góp phần xây dựng đất nước. Trong môi trường quân đội, tôi sẽ phấn đấu, rèn luyện, tính sau này về có thể là phục vụ cho nhà nước hoặc địa phương. Năm 2024, huyện Châu Đức được giao chỉ tiêu tuyển chọn 278 công dân, gồm 233 thanh niên bàn giao cho các đơn vị quân đội, 45 thanh niên phục vụ trong lực lượng công an nhân dân. Trong số này, tỷ lệ đảng viên chiếm hơn 2%, hơn 80% thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, gần 30% thanh niên có trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, gần 45% thanh niên có sức khỏe đạt loại 1-2. Về chất lượng của thanh niên sẵn sàng nhập ngũ năm 2004 thì so với năm 2023 thì có cái nhiều cái nội dung tốt hơn, đặc biệt là cái trình độ cao đẳng đại học thì cũng nhiều hơn, rồi số thanh niên có sức khỏe loại 1, loại 2 cũng nhiều hơn. Rồi cho đến thời điểm hiện nay thì mọi công tác chuẩn bị đã hoàn thành, lãnh đạo huyện rồi của Hội đồng Nghĩa vụ Quân đội huyện thì quyết tâm là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho công tác tuyển quân năm 2024. Từ trước Tết Nguyên đán đến nay, các thanh niên có lệnh gọi nhập ngũ đều nhận được sự quan tâm thăm hỏi, tặng quà, động viên từ các cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể từ huyện đến thôn ấp khu phố. Thì hiện nay tất cả các lệnh chúng tôi đã gửi đến thanh niên và trước thềm năm mới thì coi như là Hội đồng Nghĩa quân sự phối hợp cùng ban hành khu phố ấp cũng như tổ chức chính trị đã đến thăm và động viên tinh thần các gia đình. Thì trên tinh thần đó thì tất cả các gia đình đến thời điểm này rất là hồ hởi cũng như thanh niên là có tinh thần phấn chấn cũng như an tâm để công tác phục vụ bảo vệ Tổ quốc được tốt trong năm 2024. Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, mọi công tác chuẩn bị cho ngày hội giao nhận quân đã được Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Châu Đức chuẩn bị chu đáo. Hội trại tổng quân sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 2, còn ngày giao quân sẽ được tổ chức vào sáng 27 tháng 2 tới.